Chào mừng các bạn đến với Bintalk. Như các bạn đã biết thì lễ hội là sự hội tụ và thể hiện đầy đủ những phong tục tập quán, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cư dân bản địa của một quốc gia. Nếu như Tết Nguyên Đán là chủ ngày lễ lớn nhất của người dân Việt Nam thì ở những quốc gia khác cũng có những dịp lễ đặc biệt và ý nghĩa như thế. Tuy nhiên sẽ có những lễ hội khiến bạn ngạc nhiên bởi sự độc đáo và kỳ lạ của chúng. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng Bintalk tìm hiểu nhé. Top 10 lễ hội kỳ lạ trên thế giới. Lễ hội Bùn Boreon, Hàn Quốc. Lễ hội Bùn Boreon là một lễ hội hàng năm diễn ra vào mùa hè ở thị trấn Boreon, cách Seoul khoảng 200 km về phía nam. Lễ hội Bùn Boreon là nơi thu hút không chỉ người Hàn Quốc mà còn rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới để tận hưởng các hoạt động vui chơi như đấu vật bùn, bơi bùn và trượt bùn. Lễ hội Bùn Boreon được thành lập lần đầu tiên vào năm 1999 nhằm để quảng bá các sản phẩm mỹ phẩm làm từ bùn của khu vực, nhưng đã phát triển thành một sự kiện du lịch lớn. Tại đây, bạn có thể ngâm mình trong bùn và tận hưởng những lợi ích thẩm mỹ từ chất khoáng của bùn. Bùn ở Boreon rất có lợi cho sức khỏe. Một trong những lợi ích chính của bùn là chống viêm, bôi bùn khắp cơ thể có thể giúp giảm đau nhức và đau cơ. Có thể nói, đây là lễ hội vô cùng vui nhộn và cuồng nhiệt diễn ra vào tháng 7 hàng năm tại xứ sở Kim Chi, là cơn sốt được nhiều người mong chờ, đặc biệt là các du khách quốc tế. Lễ hội ném phân bò tại Ấn Độ. Lễ hội ném phân bò là một sự kiện thường niên theo phong tục diễn ra tại ngôi làng Gumatapura của Ấn Độ. Các tín đồ Hindu tin rằng bò và mọi thứ liên quan đến loài vật này đều thiêng liêng và có tác dụng thanh lọc. Phân bò được chất lên các máy kéo có trang trí lộng lẫy với những bông hoa cúc vạn thọ và chuyển đến một ngôi đền địa phương nơi các linh mục thực hiện nghi lễ ban phước. Sau đó, người ta sẽ đưa những phân bò may mắn này đến một khu vực trống của làng Gumatapura. Tại lễ hội, người dân địa phương tự nguyện ném phân bò vào nhau với hy vọng sẽ chữa mọi bệnh tật, cầu mong sự thịnh vượng và mưa thuận gió hòa cho bất kỳ ai may mắn được ném trúng. Nhìn vào lễ hội này, các bạn sẽ thấy vừa dơ, vừa nguy hiểm và thực tế có tới hàng chục người bị thương trong lễ hội này mỗi năm. Nhưng người ta tin rằng làm vậy họ sẽ được ban cho sức khỏe, mùa màng bội thu và các vết thương sẽ nhanh chóng lành lặn trong vòng 3 ngày mà thôi. Lễ hội Kanamara. Vào chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hàng năm, hàng nghìn khách du lịch nước ngoài kéo đến đền Kanayama để hòa mình vào dòng người đông đúc tham gia một lễ hội cực kỳ độc đáo và chỉ có duy nhất tại Nhật Bản. Đó là lễ hội Kanamara, hay còn gọi là lễ hội dương vật. Họ tin rằng lễ hội này sẽ giúp họ gặp thuận lợi trong việc sinh nở, có hôn nhân hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Có khá nhiều hoạt động mà bạn có thể tham gia tại lễ hội này như là rước kiệu cũ quý hoặc ghé thăm các gian hàng bán các sản phẩm có hình dạng dương vật như hoa tai, móc khóa, áo in hình dương vật hoặc những cây kẹo có hình dương vật ngộ nghĩnh. Đây là một lễ hội khiến bạn không khỏi việc gượng đỏ mặt nhưng cũng rất thư giãn và những trận cười khi đi cùng bạn bè và người thân. Lễ hội buffet cho khỉ. Đây là một lễ hội được tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm ở Lopburi tại Thái Lan từ năm 2007. Tại đây, người ta sẽ chiêu đãi những bữa tiệc buffet hoa quả thịnh soạn cho những con khỉ hoang, từ đó quảng bá du lịch cho Thái Lan. Ước tính có khoảng 4 tấn hoa quả các loại được sử dụng trong bữa tiệc này. Bữa tiệc của đàn khỉ bắt đầu từ 10 giờ sáng. Sau khi khai mạc, hoa quả và các món tráng miệng cùng đồ uống, nước giải khát sẽ được bày trên những chiếc bàn xung quanh ngôi đền và hàng nghìn chú khỉ sẽ cùng nhau kéo đến đánh chén một cách ngon lành. Khách du lịch sẽ rất thích thú khi được cho đàn khỉ ăn, một số người còn trêu đùa, chụp hình với chúng. Đây là hoạt động luôn thu hút nhiều người tham gia nhất, bởi theo nhiều người Thái Lan, việc cho khỉ ăn để cầu may đến với mình. Cùng với việc trang trí hoa quả, người dân còn dựng những bức tượng khỉ tại lễ hội này. Lễ hội âm nhạc dưới nước tại Mỹ. Mục đích chính của lễ hội là nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ rạn san hô. Sự kiện này cũng mang đến những cảm xúc có một không hai bởi nghe nhạc dưới nước là đặc biệt thanh tao vì âm thanh truyền trong nước nhanh hơn so với trong không khí. Những người tham dự sẽ khoác lên mình những bộ đồ lặn hay cả những bộ đồ nàng tiên cá
để vừa chìm đắm giữa đại dương xanh, vừa thưởng thức những bản nhạc bất hủ và ngắm nhìn những đàn cá biển rực rỡ sắc màu tung tăng bơi lội. Quả thực, đây là một trải nghiệm rất thú vị đúng không nào các bạn? Lễ hội súng nước tại Hàn Quốc. Lễ hội súng phun nước Sinchon được tổ chức thường niên vào tháng 7 tại quận Sinchon của Seoul. Thông điệp của lễ hội là đem tới niềm vui cho mọi người, đập tan cái nắng oi ả của mùa hè. Chính vì vậy mà lễ hội diễn ra rất sôi động, thu hút đông đảo các bạn trẻ Hàn Quốc tới vui chơi. Lễ hội mùa hè này như thổi bừng sức sống nơi người tham gia. Lễ hội bắt đầu bằng những cuộc diễu hành trên phố, các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ. Ngay sau khi tiếng đếm ngược kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu hòa mình vào cuộc chơi. Không chỉ có các loại súng phun nước đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau, lễ hội còn có cả các vòi phun nước từ xe cứu hỏa làm không khí rộn ràng hơn. Lễ hội nhảy qua trẻ em ở Tây Ban Nha. Vào dịp lễ hội này, một người đàn ông tượng trưng cho một con quỷ tên là El Colacho sẽ mặc trang phục truyền thống màu vàng và đỏ, đeo kiếm. Theo truyền thuyết, El Colacho sẽ hút những linh hồn ma quỷ ám những đứa trẻ bằng cách nhảy qua người chúng. Lễ hội kỳ lạ này diễn ra vào tháng 6 hàng năm và đã có truyền thống khá lâu đời từ thời kỳ Trung Cổ năm 1621. Theo truyền thống, các phụ huynh sẽ đặt con mình lên một chiếc đệm ở quảng trường trung tâm của ngôi làng nhỏ. Những đứa trẻ đều phải là em bé dưới 12 tháng tuổi. El Colacho sẽ chạy lấy đà và nhảy qua đầu bọn trẻ trong những tiếng trống rộn ràng của đoàn quân nhạc gần đó. Trước nghi lễ nhảy qua em bé này, người dân tin rằng cái xấu xa, tội lỗi đang bao trùm cả một thị trấn. Chỉ đến khi El Colacho đã nhảy qua hết tất cả những đứa trẻ thì cái xấu xa mới được xóa bỏ và những đứa trẻ sẽ sống sót tốt hơn sau khi nhảy qua đầu chúng. Lễ hội đêm của những củ cải ở Mexico. Lễ hội đêm của những củ cải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1897 khi những nông dân địa phương mang những củ cải đến thành phố Oaxaca của Mexico để bán. Sự kiện này dần trở thành lễ hội nổi tiếng khắp thế giới và được nhiều người mong đợi vào cuối tháng 12 hàng năm và là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của thành phố Oaxaca. Trong lễ hội này, những củ cải xoàn xỉn được chạm khắc thành những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Đề tài thường là tái hiện các hoạt cảnh trong kinh thánh, sự kiện lịch sử quan trọng của Mexico hoặc mô phỏng hình những con vật, vũ công, các vị thánh, nhà chinh phục, vua chúa và bất cứ thứ gì mà con người có thể tưởng tượng ra được. Đặc biệt, nhiều tác phẩm được thực hiện trên những củ cải đỏ rất lớn, có thể nặng tới 3kg và đạt đến độ dài khoảng 50cm. Cuộc thi tóc đóng băng ở Canada. Kể từ năm 2011, cứ mỗi khi đông đến, du khách từ khắp nơi lại kéo nhau về suối nước nóng Tahini thuộc vùng lãnh thổ xa xôi Yukon của Canada để tham dự cuộc thi tóc đóng băng có 102 trên thế giới. Trong cuộc thi độc đáo này, những người tham gia sẽ ngâm mình trong suối nước nóng, làm ướt tóc trong bể tắm khoảng 40 độ C và thoải mái sáng tạo những kiểu tóc độc đáo nhất. Do hơi nước tích tụ trên những sợi tóc cộng với nhiệt độ bên ngoài xuống tới âm 22 độ C sẽ khiến mái tóc của những người tham gia dần bị đóng băng, tạo thành những tác phẩm tóc vô cùng quái dị. Những người chiến thắng sẽ nhận được tiền mặt là 750 USD, tương đương với khoảng 17,5 triệu đồng. Và đương nhiên, để đạt được những phần thưởng hấp dẫn này thì bạn phải là người sáng tạo, cần một chút khéo léo và rất nhiều may mắn nữa đấy. Các bạn ơi, các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với lễ hội nào thì hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.